Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khỏe để sống vui, nơi chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ các bác sĩ, các chuyên gia y tế và khách mời để trò chuyện về những chủ đề sức khỏe đang được quan tâm. Và hãy cùng theo dõi những hình ngay sau đây để biết chủ đề ngày hôm nay là gì nhé. Trầm cảm sau sinh là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Họ thường có suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi, cáu gắt, buồn chán, lo lắng nhiều vấn đề trong đời sống. Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh hiện nay chiếm khoảng 15% trong 3 tháng đầu và 25% trong vòng 12 tháng sau sinh. Đây là chứng bệnh rất phổ biến và nguy hiểm. Người bệnh có thể bị trầm cảm nhẹ, vừa hoặc nặng, thoáng qua hoặc kéo dài, dẫn đến những hành động tiêu cực cho bản thân. Vì vậy, người thân trong gia đình cần có sự quan tâm đối với người phụ nữ sau sinh để phát hiện bệnh trầm cảm sau sinh sớm và có hướng điều trị phù hợp. Kính thưa quý vị, qua đoạn clip vừa rồi thì có thể thấy rằng tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở chị em phụ nữ đang có xu hướng gia tăng. Và để cung cấp thêm thông tin về chủ đề này, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ hai vị khách mời của chúng tôi. Xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý và giáo dục. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu chị Vũ Kiều Loan, blogger kênh YouTube Love at the First Sight. Gần đây khi mà chúng ta có theo dõi trên báo chí hoặc là các kênh mạng xã hội thì thấy có rất là nhiều trường hợp phụ nữ trầm cảm sau sinh và dẫn đến những cái hệ quả, những cái hậu quả ở trong đời sống. Và điều này đã phần nào khiến cho những chị em phụ nữ khi vừa bước chân vào hôn nhân hoặc là chuẩn bị kết hôn thì cũng rất là e ngại và lo sợ. Và với câu chuyện này thì không biết là chị Kiều Loan ạ, chị thì đã từng phải trải qua một cái khoảng thời gian mà người ta vẫn gọi là trầm cảm sau sinh như vậy hay chưa? Bản thân mình trước khi sinh em bé thì mình cũng nghĩ là trầm cảm sau sinh là một cái gì đó rất là xa vời. Mình nghĩ là chắc là nó sẽ chừa mình ra. Nhưng mà thật sự là khi mà mình đã có em bé rồi thì mình thấy có trăm ngàn thứ việc phải lo và rất là stress. Và tại vì thực sự là cái đầu của mình nó như là một cái tab máy tính, khi mà mình mở ra rất là nhiều những cái tab khác nhau và mình luôn luôn có rất nhiều các cái mối quan tâm với đứa con của mình vừa mới sinh ra. Và mình thấy là lúc mà mình vừa mới sinh xong thì tưởng tượng như mình vừa trải qua một cái cuộc phẫu thuật rất kinh khủng và mình không được nghỉ ngơi mà mình lại ngay lập tức phải bước vào một cái cuộc chiến mới. Thế nên là mình cảm thấy là cái việc trầm cảm sau sinh nó đến một cách rất là dễ hiểu và mình hiểu vì sao rất nhiều người mẹ sau sinh gặp cái vấn đề này, không tránh khỏi những cái giây phút mà rất là nhiều cảm xúc và chui vào phòng khóc một mình hay là tự nhiên nhìn thấy con và cảm thấy là mình không biết phải xoay sở thế nào và rất là stress. Nhưng mà chị có nhớ cái khoảng thời gian đó tâm lý của mình liệu có một cái sự xung đột nào đấy khi mà cái cảm nhận cái vai trò và trách nhiệm thiêng liêng của một người mẹ khi mình bước vào một hành trình mới và đồng thời là những cái mệt mỏi của cái hành trình đó mang đến cho mình? Chắc chắn là sẽ có hai cái luồng cảm xúc rất là rõ ràng. Một là cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì mình vừa được lên một cái chức vụ mới mà mình chưa làm bao giờ và mình được nhìn thấy cái đứa con của mình mà mình đã mong chờ rất là lâu, thì đấy là một cái cảm xúc mà không thể nào diễn tả bằng lời và nó cực kỳ là hạnh phúc. Tuy nhiên song song với nó là cái sự hoang mang, sự lo lắng và sự xì stress. Mình không biết là cái mảng nào nó sẽ mạnh hơn, sẽ có những cái lúc mà cái sự xì stress nó chiếm cái trọng lượng lớn hơn thì mình sẽ cảm thấy rất là bế tắc và như mình cũng chia sẻ là mình sẽ chui vào phòng mình khóc một mình vì mình không biết, mình không muốn đi ra nữa, mà mình ra thì mình lại phải đối mặt với con của mình không biết phải giải quyết tiếp thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là rồi nó cũng sẽ cân bằng được, qua thời gian thì mình cũng sẽ biết mình phải xoay sở thế nào hơn với con, thì cái những cái cảm xúc tiêu cực ấy nó sẽ thấp đi, nó sẽ lùi xuống và để cái những cái cảm xúc hạnh phúc nó nhiều hơn. Với những chia sẻ của chị thì cá nhân Mai Anh cho rằng chị Loan là một người rất là may mắn, bởi vì khi mà đọc những cái câu chuyện của các mẹ chia sẻ sau quá trình sinh em bé thì thấy là có những người họ có những cái trạng thái tâm lý và có những cái hành động, có những cái biểu hiện thực sự là nguy hiểm. Và không biết là nguyên nhân vì sao mà lại có những cái tâm lý, có những cái biểu hiện như vậy ạ, thưa chuyên gia? Thứ nhất là khi chúng ta nói về trầm cảm sau khi sinh thì phải phân biệt được ba loại. Cái dạng thứ nhất là cái mà chị Kiều Loan đã trải qua đó, đó là tiếng Anh gọi là baby blues, tức là trạng thái gọi là buồn khi có con mới sinh ra. Và thông thường nó kéo bắt đầu 2 ngày sau khi sinh và kéo dài được khoảng là 2 hay 3 tuần mà thôi. Nó sẽ là chấm dứt. Trạng thái đó rất là nhẹ và với những cái biểu hiện như chị Kiều Loan đã chia sẻ. Bên cạnh đó, cái trầm cảm sau khi sinh, cái loại thứ hai đó, thì có một cái điều đáng ngạc nhiên đó là đôi khi 1 năm sau khi sinh nó có thể là xuất hiện. Chứ không phải chỉ là 2-3 tháng, 2-3 ngày. Đó là cái trạng thái và nếu không chữa trị thì nó sẽ kéo dài. Và còn một cái trạng thái thứ ba hay cái dạng thứ ba thì nó rất là ít người bị. Cái dạng thứ hai nó khoảng là, phải nói là khoảng từ, theo thống kê tại Hoa Kỳ chẳng hạn, từ 10-15% phụ nữ sau khi sinh sẽ có cái trải nghiệm trầm cảm sau khi sinh. Cái baby blues nó lên đến tới 80% những phụ nữ sau khi sinh đều có trải nghiệm đó.
Cái phần kia thì nó thấp hơn rất là nhiều, khoảng 2-3%, tức là cái mà gọi là psychosis, postpartum psychosis, tức là trạng thái loạn thần sau khi sinh. Thì cái đó rất là nguy hiểm và nó dẫn tới những cái vấn đề đánh mất về thực tại, hoang tưởng, nghe âm thanh hay là hình ảnh, nghĩa là không có thật, sinh ra ảo giác, ảo thần, vân vân. Nếu nói nguyên nhân á, như khi nãy cái câu hỏi của Mai Anh á, thì điều thứ nhất đó là cái sự biến đổi đột ngột về vấn đề là hormone. Phụ nữ có hai hormone xuất phát ở trong buồng trứng, thứ nhất là estrogen và thứ hai là progesterone. Thì cả hai cái đó sau khi vừa sinh xong thì nó sụt giảm rất là đáng kể, chưa kể một số cái chất hormone khác, khiến cho đặc biệt là chẳng hạn như ở tuyến giáp, chẳng hạn cũng hormone tuyến giáp cũng giảm. Cho nên người đó sẽ cảm giác mệt mỏi rất là nhiều và căng thẳng, bức rứt, khó chịu. Ngoài ra những cái hormone đó nó giảm, nó cũng sẽ thay đổi cái tính cách rất là nhiều. Tâm trạng thì đúng hơn rất là nhiều trong thời gian đó. Điều thứ hai là cái quá trình từ cái đứa trẻ trong bào thai cho tới đi qua cái sanh đẻ, nhiều khi cái giai đoạn labor, tức là giai đoạn chuyển bụng, kéo dài đau đớn khổ sở. Tôi thú thật, tôi đàn ông tôi không nghĩ tới là tôi dám đi qua cái vượt cạn đó mà 10 tiếng đồng hồ, 15 tiếng đồng hồ đau đớn như vậy. Cứ rất là kinh khủng. Rồi sau đó khi sanh xong, đó cái cảm giác vừa hạnh phúc ôm cái đứa con trong lòng, nhưng mà nghĩ tới những ngày tháng sắp tới thì nó là quả thật là một cái gánh nặng. Tất cả cái đó nó là áp lực và stress. Cái yếu tố thứ ba, và nếu mà mình không có những cái phương cách để đối giải quyết những cái căng thẳng hiệu quả trong đời sống hàng ngày trước kia, thì đây cái biến cố này là một cái stress cực kỳ kinh khủng, thì mình lại càng cảm thấy chơi với. Yếu tố thứ ba là do cái môi trường mà hỗ trợ, có chồng, có bố mẹ hỗ trợ hay không. Tại sao con so về nhà mẹ? Là tại vì ở đó nếu bố mẹ là một cái môi trường hỗ trợ, đồng cảm và nương tựa, thì chúng ta cảm thấy cái sự tự tin và chúng ta cảm thấy được bình an. Còn nếu sinh con ở tuổi, nghĩa là ở cái tuổi rất là sớm mà lại thiếu cái môi trường hỗ trợ, người chồng cho tới chung quanh không có bạn bè, cô độc vân vân, thì cái yếu tố đó là những cái yếu tố mà có thể tác động tới khiến cho bà mẹ có nguy cơ về vấn đề trầm cảm sau khi sinh. Nhưng mà với những cái nguy cơ đấy thì rõ ràng là từ xưa đến nay là phụ nữ sẽ luôn luôn phải đối mặt với cái trạng thái trầm cảm rồi. Nhưng mà gần đây thì lại mới có cái xu hướng gia tăng hơn, là số lượng phụ nữ trầm cảm nhiều hơn. Thì vì sao lại như vậy? Thứ nhất, chúng ta phải thấy cái đời sống của xã hội hiện đại bây giờ nó có quá nhiều áp lực. Áp lực thứ hai là cái của xã hội với những cái thông tin nhiễu, khiến cho chúng ta có những cái kỳ vọng quá đáng. Thay vì sống trọn vẹn để trở thành một cái bà mẹ dạy con tự nhiên nhất, thì chúng ta muốn trở thành một cái bà mẹ hoàn hảo, tốt đẹp nhất trên thế giới để sinh ra đứa con thành công và hạnh phúc nhất, kiểu như vậy. Chúng ta tự áp lực lên bản thân của chúng ta, thì tất cả những cái đó nó sẽ trở thành những cái mối lo lắng. Và còn chúng ta có chuẩn bị được cái nhận thức và cái cách để chúng ta thư giãn hay không, để tiếp đón với những cái căng thẳng đó hay không. Cho nên nếu có cái tăng về tỷ lệ trầm cảm sau khi sinh, đó cũng có điều không ngạc nhiên. Cũng có thể là bởi vì càng ngày chúng ta lại càng mong muốn nhiều thứ, và chúng ta sẽ càng bị áp lực rồi càng bị thất vọng về nhiều thứ, dẫn đến tâm lý của chị em sau khi sinh nó sẽ có nhiều sự tác động. Và quay trở lại về những cái biểu hiện của trầm cảm sau khi sinh, như những gì mà tiến sĩ vừa mới phân tích, thì có thể thấy là với những cái dấu hiệu của chị Kiều Loan là cũng là một trong những cái trạng thái nhưng là ở biểu hiện nhẹ. Thế còn những cái biểu hiện mà mình có thể nhìn ra để biết là tình trạng nó nặng hơn, thì mình có thể kể đến những cái biểu hiện thế nào ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tạm chia ra những cái lĩnh vực như thế này để dễ quan sát và để dễ nhớ. Thứ nhất, khi nói tới khóc là chúng ta nói tới vấn đề hành vi. Thì sẽ có những cái tình trạng như là cảm thấy là mỏi mệt và phải ngủ liên tục, ngủ lì bì, hoặc là sẽ không ngủ được vì quá căng thẳng, không có ngủ được, ăn nhiều hoặc là gần như bỏ ăn. Về hành vi tiếp theo nữa có thể là hành vi la mắng, chửi bới hay là gây sự, khiếu chiến với người khác. Tại vì nó đi kèm với kế tiếp, cái phần kế tiếp chúng ta nói là vấn đề cảm xúc. Cảm xúc gần như nó có hai mặt, cũng giống như cái hành vi ăn và ngủ, nó có hai thái cực. Thì ở đây cũng có khi có hai thái cực. Một mặt chúng ta cảm thấy bực tức vô cớ, tiếng Anh là cranky, nó là bực tức khó chịu vô cớ. Nhưng mà một mặt khác á, chúng ta lại có những cái cơn buồn, tức là người phụ nữ sẽ có những cái cơn buồn chịu không nổi, và những cái lúc trước chúng ta thích làm bây giờ chúng ta không còn tha thiết gì nữa, và những cái thấy buồn. Và khi đó nó sẽ dẫn tới cái điều kế tiếp là vấn đề nhận thức. Chúng ta thấy cái cuộc sống nó vô ý nghĩa, cuộc sống vô ý nghĩa, không còn gì, đầu óc chúng ta sẽ không còn suy nghĩ sáng suốt nữa, không còn logic nữa, quên trước quên sau,
Đó là thuộc cái vấn đề nhận thức và trí óc. Và cái điều nguy hiểm là những cái ý tưởng về làm hại chính bản thân và làm hại có người khác, trong đó thậm chí cả những cái đứa trẻ, là phải như thế nào. Tôi đã có một cái ca mà hỗ trợ cho một cái phụ nữ trầm cảm sau khi sanh, và chị ấy hàng ngày bị ám ảnh bởi cái ý tưởng là muốn thảy con xuống lầu, khi sống ở chung cư tầng cao mà muốn thảy con xuống lầu rồi mình gieo mình theo rồi vân vân như vậy. Thì đó, những cái triệu chứng đó, những cái dấu hiệu đó là cái chúng ta cần chú ý mà có thể hỗ trợ cho người mẹ tốt hơn. Có lẽ là mẹ sẽ phép được hỏi thêm về cái trường hợp mà chuyên gia vừa chia sẻ. Với trường hợp của chị ấy là sau đấy trong cái quá trình điều trị và được tư vấn tâm lý thì có lẽ là mọi thứ cũng sẽ được cải thiện đúng không? Vâng, cuối cùng thì may mắn là chị ta đã vượt qua được cái điều đó. Tại vì cái vấn đề tôi dùng vừa CBT, tức là một cái liệu pháp về nhận thức, và đồng thời tôi dùng cả cái những cái liệu pháp chánh niệm, để cho một mặt là chị ấy thay đổi những cái nhận thức và thấy được rằng không phải cứ có suy nghĩ là mình phải hành động. Để cuối cùng chị ấy có thể nhìn những cái dòng suy nghĩ đó như chị xuất hiện rồi đi qua, xuất hiện rồi đi qua mà thôi. Thì cuối cùng chị đó đạt được sự an và cảm thấy mình cách ly, mình không bị lôi cuốn bởi những cái suy nghĩ của mình nữa. Và dần dần nó sẽ nhẹ dần, tại vì nó như một cái dòng năng lượng thì nó sẽ, mình không có suy nghĩ thêm về nó, mình không sợ hãi nó, thì nó sẽ nhẹ dần, nó sẽ đi qua. Và những cái vấn đề, những cái dấu hiệu như vậy của phụ nữ trong thời điểm đó thì cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ này, ảnh hưởng đến gia đình. Với chị Loan thì hồi đó chị có nhớ là khi mà mình cứ vào trong phòng mình khóc một mình rồi mình mệt mỏi, mình áp lực như vậy thì gia đình mình, mọi người xung quanh, mọi người cảm nhận như thế nào không ạ? Chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trực tiếp đến em bé của mình là đầu tiên. Tại vì mình là một người mẹ, ngay từ khi mà mình đẻ em bé ra thì cái phần lớn thời gian là mình có một cái vai trò cực kỳ thiết yếu, không thể thay thế đối với em bé. Ví dụ như là mình cho em bé, cho con bú chẳng hạn, thì khi mà mình ở trong phòng một mình quá nhiều thì mình sẽ không có thời gian để làm việc đấy với con, và cái thiên chức đấy là chỉ có thể mình làm thôi. Dù bản thân mình có mẹ hay là có chồng trợ giúp thì những cái thiên chức đấy họ không thể giúp được mình. Thì khi mà mình đóng cửa trong phòng một mình thì cái người ảnh hưởng đầu tiên là em bé của mình, không được ăn đúng bữa này, rồi là những người xung quanh cũng cố gắng để thuyết phục mình và để giải tỏa cho mình, nhưng mà mình cũng nhắc lại với họ là cái này chỉ có một mình làm thôi, nên là họ cũng không thể giúp được mình, tức là bản thân mình cũng tự cô lập. Mình nghĩ đấy là việc cái khó khăn mà mình phải tự vượt qua chứ không ai giúp được mình nữa. Thế còn cũng sẽ ảnh hưởng đến những người xa hơn một chút, ví dụ như bạn bè của mình chẳng hạn. Như tiến sĩ có chia sẻ là một cái vấn đề rất là quan trọng trong đầu mỗi người phụ nữ là về nhan sắc, về sắc đẹp, về cân nặng sau sinh chẳng hạn, thì đấy cũng là nỗi ám ảnh của bất cứ chị em phụ nữ hiện đại nào. Ngay khi sinh là mình phải có cái áp lực là mình phải giảm hết số cân đấy. Đấy, thế nên là khi mà mình chưa làm được cái điều đấy thì mình cũng sẽ không muốn gặp ai nữa. Thì những cái niềm vui trước đây mình có như là đi cà phê cùng bạn thì những cái đấy không thể nào thực hiện được nữa, bởi vì mình không tự tin với cơ thể của mình chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái người bạn của mình muốn được gặp gỡ mình, cũng muốn nói chuyện với mình, nhưng mà cũng thay vì được đi cùng mình thì lại bị mình nói là không thể đi được, và mình sẽ gọi là chỉ trích họ đấy. Thì vô hình chung tất cả những người xung quanh của mình đều bị cái sự tiêu cực đấy của mình làm ảnh hưởng. Qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng trầm cảm sau sinh không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người phụ nữ mà còn ảnh hưởng đến đứa trẻ, đến người bạn đời cũng như là những người thân xung quanh họ. Và trầm cảm sau sinh nếu như không được điều trị và tư vấn kịp thời sẽ để lại những biến chứng nặng nề. Những biến chứng đó là gì? Xin mời quý vị theo dõi clip ngay sau đây. Biến chứng của trầm cảm sau sinh. Trầm cảm kéo dài khiến chất lượng cuộc sống của người mẹ suy giảm. Một số trường hợp còn có những hành vi mất kiểm soát, xúc phạm đến những người xung quanh. Trầm cảm sau sinh có thể gây mất sữa, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa, tim mạch. Người mẹ bị trầm cảm sau sinh thường không quan tâm đến con cái, thậm chí là hành hạ, bỏ mặc. Một số trường hợp còn có thể thực hiện hành vi tự sát. Trẻ nhỏ có mẹ mắc chứng trầm cảm cũng phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề như chỉ số IQ thấp, kỹ năng học hỏi giảm, gặp khó khăn trong quá trình học tập, cảm xúc, hành vi bất thường, khó khăn trong mối quan hệ xã hội, có nguy cơ mắc chứng tự kỷ, lòng tự tin thấp, thụ động, dễ lo âu và sợ hãi. Quay trở về lại những cái biểu hiện và những cái câu chuyện chia sẻ của chị Kiều Loan ấy, thì thời gian đó làm cách nào để chị có thể tự mình để vượt qua những cái khó khăn đấy? Mình nghĩ là sẽ không có một cái mốc thời gian nào để mình khẳng định là đấy là cái ngày mà mình đã vượt qua được những cái khó khăn đấy, mà nó như tiến sĩ chia sẻ, nó như một cái nguồn năng lượng, và dần dần mình phải tìm cách để hạ thấp nó đi, tức là mình phải nghĩ đến những cái việc khác, thì dần dần cái việc đấy nó bị quên lãng đi ấy. Thì mình đành phải kiếm lại những cái thú vui mà trước đấy nó làm mình vui.
thì mình phải cố gắng thực hiện lại nó. Ví dụ như là điều gì khiến mình vui vẻ trước đó, ví dụ như mình thích đi bộ, mình thích nghe nhạc, mình thích xem phim, thì mình phải cố gắng thành thời gian trong ngày cho bản thân để làm được những cái việc đấy tối thiểu. Các mẹ sẽ luôn nghĩ là làm gì còn thời gian đâu mà xem phim nghe nhạc nữa, nhưng mà sẽ có thời gian nếu mà mình dành một khoảng thời gian như thế cho bản thân mình. Ví dụ như là buổi tối chẳng hạn, lúc con ngủ thì mình cố gắng cho những cái khoảng thời gian của cá nhân mình. Hoặc là trước đây có một cái thú vui mình rất là thích, đấy là đi bộ chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng là với có em bé thì rất là khó để có thể thực hiện việc đấy. Thì bây giờ mình sẽ phải đẩy em bé để đi bộ cùng mình. Tức là khi mà bạn đã quyết tâm làm điều gì đó thì mình phải tìm mọi cách để có thể làm được những việc đấy. Thì dần dần khi mình có những cái thú vui cũ mà mình đã có rồi thì mình có nhiều cái mối bận tâm hơn, thì mình sẽ quên mất những cái stress, những cái nỗi buồn, những cái căng thẳng kia đi. Và dần dần cái năng lượng tiêu cực thì nó sẽ bị hạ thấp xuống nhường chỗ cho những cái sự tích cực hơn. Rồi đến một ngày thì mình sẽ nhận ra, à hình như là mình đã vượt qua đấy từ lúc nào rồi. Mình không nhớ được chính xác là ngày nào mà mình có thể vui vẻ trở lại, nhưng mà rồi nó sẽ qua hết. Liệu cách làm của chị Kiều Loan thì có thể coi nó như một cái công thức để nhiều chị em phụ nữ khác có thể học hỏi không? Tôi nghĩ là rất là tốt. Nếu chúng ta chia ra những cái mà chúng ta có thể tác động để mà điều chỉnh cái tình trạng của chúng ta, đặc biệt là giảm, trong trường hợp này là giảm cái vấn đề trầm cảm sau khi sinh đó, thì những cái đó được xếp vào cái dạng gọi là hành vi. Những cái đặc biệt là vấn đề tập thể dục, đi bộ là một dạng tập thể dục, dành thời gian nghe nhạc và thư thái tinh thần, thư giãn, vậy là cái rất là tốt. Nó sẽ giảm stress, và stress sẽ dẫn tới cái vấn đề trầm cảm như chúng ta biết. Rồi cái điều thứ hai là về vấn đề cảm xúc, thì chúng ta sẽ có những cái phương thức ở ngoài, như là vấn đề là nghe nhạc, đọc một câu chuyện thú vị này nọ vân vân, thậm chí có thể xem một cuốn phim hài. Có những cái phương pháp như là thiền tập để chúng ta có thể giảm căng thẳng, có thể chú tâm vào hơi thở, tìm sự bình an ngay trong lúc này. Và cuối cùng vấn đề là nhận thức, đó là phương pháp để giải quyết vấn đề cảm xúc. Bây giờ qua vấn đề nhận thức thì chúng ta phải ý thức đầu tiên là chúng ta có thể đang bị baby blues, hoặc là tức là trạng thái trầm cảm nhẹ như trường hợp của Kiều Loan, hay là cái trạng thái là trầm cảm sau khi sinh. Thì chúng ta phải ý thức ở đây và chúng ta sẽ tích cực và tin rằng chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn này. Phải có cái niềm tin như vậy. Và đây chỉ là cái trạng thái cảm xúc có thể đối trị được, chứ không phải là những cái nguyên do mà chúng ta nghĩ là thánh thần nào đến gửi đến cho chúng ta, hay là một cái căn bệnh rất là kinh khủng mà chúng ta phải trải nghiệm, mà nó chỉ là một cái giai đoạn, tính giai đoạn. Cái vấn đề kế tiếp mà có thể hỗ trợ, nếu mà không làm được những cái đó hay làm cả những cái đó rồi mà không có cái kết quả, thì chuyên viên tâm lý là một cái nơi, một cái nguồn hỗ trợ mà phải tận dụng. Tại vì một trong những cái cách mà điều trị tốt nhất vẫn là có vấn đề tham vấn hay là điều trị tâm lý. Và kiếm những cái chuyên viên tâm lý mà có trải nghiệm về vấn đề trầm cảm sau khi sinh thì họ sẽ giúp đỡ tốt hơn. Cái cuối cùng, nếu trong trường hợp kéo dài và chúng ta phải kết hợp giữa cái vấn đề tham vấn tâm lý và cái điều này, là dùng thuốc. Còn cái điều kế tiếp về môi trường xã hội, chúng ta nói về tác động vào sinh học, tác động vào tâm lý cảm xúc và môi trường xã hội, hãy vận dụng cái sự giúp đỡ của chồng, của những người yêu thương mình, của gia đình bố mẹ, và phải hiểu những người nào yêu thương mình và hãy nương tựa vào đó. Đó là điều có thể mỗi người đều có thể. Quay trở lại với câu chuyện của chị Kiều Loan ạ, trong giai đoạn khi mà chị đang gặp những cái vấn đề về tâm lý như vậy, thì gia đình người thân của mình ấy, thì đã có những cái hành động như thế nào để hỗ trợ cho chị? Như mình có chia sẻ lúc đầu là mình là một người rất là may mắn vì mình có chồng và có mẹ ruột hỗ trợ mình trong suốt quá trình mình sinh hai bạn, từ bạn lớn đến bạn nhỏ. Thì mình nghĩ là hầu như người chồng nào cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu mà bạn đưa ra yêu cầu giúp đỡ. Vấn đề là những anh ấy có biết phải giúp gì không, thì mình không nên ngần ngại hỏi và mình không nên ngần ngại đưa ra cái yêu cầu giúp đỡ. Thì còn mẹ thì sẽ là một cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn, vì mỗi cái bước mà mình không biết phải làm gì hay là mình cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, thì sẽ có mẹ mình bảo là con đang làm đúng rồi, không sao đâu. Và mẹ mình rất là ủng hộ tất cả những cái việc mình làm. Mẹ mình không áp đặt cái cách nuôi con cũ của các phụ huynh ngày xưa lên mình. Thì riêng cái việc hỗ trợ tinh thần như thế là mình rất là cảm thấy may mắn và cảm kích. Trong cái quá trình khi mà sau khi em bé ra đời và ở góc độ khoa học thì chúng ta vẫn mong muốn rằng là có thể hạn chế tối đa những cái cảm xúc tiêu cực, thì liệu có cái cách nào, có cái biện pháp nào để mình sẽ tránh những cái điều xảy ra đến với tâm lý phụ nữ sau khi sinh không? Tôi tin là có. Điều đầu tiên là tạo một cái môi trường hỗ trợ, giống như Kiều Loan đã nói tới cái vấn đề là kiếm người hỗ trợ, phân công, phân nhiệm rõ rệt để họ có thể biết ngay những cái tình huống mà họ có thể can thiệp và hỗ trợ hiệu quả, thay vì tới lúc đó lại là lúng túng rồi đổ qua đổ lại vân vân. Điều thứ hai là chúng ta nên có một cái cuộc sống lành mạnh về thể chất, tập thể dục, yoga, thái cực quyền, rất nhiều môn để mà chúng ta giữ cái tình trạng thể chất ở mức tối ưu. Dĩ nhiên, tối ưu ở đây
là tối ưu của mỗi người, chứ không phải tối ưu phải như là như một vận động viên Olympic chẳng hạn. Cái điều kế tiếp theo là giữ cái trạng thái tinh thần cho nó tốt. Cũng không có nghĩa rằng đó là lúc nào chúng ta cũng phải vui vẻ phấn chấn, nhưng nếu có buồn thì làm sao để chúng ta có thể trở về cái trạng thái bình an một cách nhanh chóng, thoải mái nhất. Thì bằng những cái phương pháp như tôi nhắc lại, phương pháp chánh niệm, thiền tập này đạo vân vân, nó sẽ giúp thư giãn cũng được. Và thậm chí ít hơn chẳng hạn như đi bộ ngoài công viên nghe một bản nhạc, nó tạo cho tinh thần của chúng ta nó ổn định, sáng suốt, định tĩnh và trong lành, thay đổi cái đời sống, cách sống của chúng ta, thì khi đó cái nguy cơ trầm cảm sau khi sanh nó sẽ kém đi rất là nhiều. Và những yếu tố này thì chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị từ sớm, chứ không phải là đợi đến lúc mà khi mà sinh em bé ra rồi, khi mà trầm cảm rồi thì đôi khi mình cũng sẽ không có một cái tâm thế sẵn sàng để đối mặt. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Và với chủ đề này thì đây cũng là một chủ đề được rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Chính vì vậy đã có những câu hỏi được gửi về cho chương trình và hy vọng rằng tiến sĩ có thể giải đáp ạ. Khán giả có địa chỉ email hanhchi123a@gmail.com hỏi: chuyên gia cho em hỏi, trầm cảm sau sinh chỉ xảy ra sau khi phụ nữ sinh nở hay có nguy cơ ngay cả khi đã sinh em bé được một thời gian dài ạ? Như khi nãy tôi đã nói đó, là trầm cảm sau khi sinh, vì cái chữ sau khi sinh postpartum được hiểu lầm là chị sinh ra nó có, nhưng thật sự trong thời kỳ mang thai nó có những cái biến động về vấn đề chất chẩn trình thần kinh học môn thì nó đã có những cái dấu hiệu rồi, chứ không phải chỉ sau khi sinh. Baby blue nó xuất hiện, tức là một cái trạng thái trầm cảm nhẹ đó, thì nó xuất hiện 2-3 ngày sau khi sinh và nó có thể kéo dài được 2-3 tuần. Còn trong khi đó cái kia thì cái trạng thái mà trầm cảm sau khi sinh nặng hơn thì nó có thể là cả một năm sau nó mới xuất hiện, chứ không phải chỉ là 2-3 tháng sau là đã xuất hiện. Dĩ nhiên cái đa số thì sẽ 2-3 tháng, nhưng có một cái trường hợp thiểu số một năm sau nó mới xuất hiện. Khán giả có địa chỉ Facebook Đức Anh hỏi: vợ em sau sinh có biểu hiện ít nói hơn rất nhiều, em có hỏi han nhưng cô ấy không chia sẻ. Có lần cô ấy nói muốn một mình yên tĩnh. Không biết vợ em có mắc trầm cảm sau sinh không ạ? Em phải làm sao để có thể chia sẻ với vợ, cũng như nên có hướng xử lý như thế nào, thưa chuyên gia? Chỉ với một cái hành vi như vậy thì quả thật là khó nói để có thể chẩn bệnh, gọi là có trầm cảm sau khi sanh hay không. Trong trường hợp này thì nếu mà tốt nhất thì nên kiếm một cái chuyên gia có thể đến chẩn đoán, hỏi han và đến chẩn đoán. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu không có cái sự gọi là hợp tác của người vợ trong trường hợp này thì chỉ có là làm sao để tạo cho một cái điều kiện môi trường tốt nhất để người vợ cảm thấy an tâm, và bất cứ có cơ hội nào cũng nên chia sẻ, và không cần nhất thiết là phải chỉ hỏi han nữa mà có thể chia sẻ những cái câu chuyện mình làm cho vợ mình vui vẻ, thoải mái. Cái điều đó là cái điều cần thiết đó. Nhưng mà quả thật nếu đó nó chỉ kéo dài và vợ của anh Đức Anh đó mà mới sanh thì cái đó có thể nhiều khi chỉ là cái trạng thái baby blues, tức là trạng thái buồn sau khi sanh như là chị Kiều Loan đã trải qua mà thôi, thì cũng không nên lo lắng quá nhiều. Xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của tiến sĩ ạ. Kính thưa quý vị, và những tư vấn giải đáp thắc mắc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng trong khoảng thời gian chương trình diễn ra thì quý vị đã có được thật nhiều thông tin hữu ích. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.